Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục an toàn giao thông của Đài Phát Thanh Truyền hình Thái Nguyên. Trong mục tiếng nói người trong cuộc là phóng sự, nâng cao ý thức chấp hành trật tự an toàn giao thông từ hệ thống camera giám sát trật tự an toàn đô thị. Trước tiên, mở đầu chuyên mục hôm nay như thường lệ là tiểu mục lăng kính giao thông với những thông tin đáng chú ý trong lĩnh vực giao thông vận tải. thực hiện đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước, trong, sau dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội năm 2023, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức cho các cá nhân, công ty, doanh nghiệp, nhà hàng ký cam kết chấp hành nghiêm việc bốc xếp chở hàng hóa đúng trọng tải thiết kế của xe, không cơi nới thùng xe, không sử dụng rượu bia, chất kích thích khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Đồng thời tăng cường tuần tra kiểm soát an toàn giao thông. Qua kiểm tra thực tế từ ngày 15 tháng 11 năm 2022 đến trung tuần tháng 2, các đơn vị nghiệp vụ và lực lượng cảnh sát giao thông trên địa bàn đã phát hiện lập biên bản xử lý trên 8.000 trường hợp vi phạm các hành vi vi phạm luật giao thông. Phạt tiền 17 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe có thời hạn trên 1.800 trường hợp, tạm giữ 175 xe ô tô và hơn 2.600 xe mô tô. Trong số các trường hợp vi phạm có hơn 2.000 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, gần 2.000 trường hợp vi phạm về tốc độ, hơn 200 trường hợp vi phạm về cơi nới thùng xe, chở hàng quá trọng tải. Bên cạnh công tác đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, thời gian qua, ngành giao thông vận tải luôn quan tâm đến công tác duy tu, bảo dưỡng hạ tầng giao thông đường bộ, qua đó góp phần nâng cao chất lượng các công trình, đồng thời giúp cho việc đi lại được đảm bảo an toàn, thông suốt, từng bước kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông. Theo đó, các đơn vị thực hiện nhiệm vụ luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm, đảm bảo chất lượng cũng như công việc theo tiến độ kế hoạch đề ra. Thời gian qua, bằng nguồn vốn sự nghiệp giao thông và các nguồn hợp pháp khác, Sở Giao thông Vận tải Thái Nguyên đã triển khai nhiều dự án sửa chữa, cải tạo các tuyến đường bị hư hỏng nặng như đường tỉnh DT 29D với tổng nguồn vốn trên 10 tỷ đồng, đường tỉnh DT 270 tổng nguồn vốn trên 30 tỷ đồng. Tổng nguồn kinh phí thực hiện các dự án duy tu, sửa chữa hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh năm 2022 là trên 80 tỷ đồng. Các lỗi thường gặp khi tham gia giao thông và mức phạt tiền. 1. Chuyển làn không có tín hiệu báo trước, không xi nhan, phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với phương tiện vi phạm là xe máy, theo điểm Y khoản 1, điều 6, nghị định 100. Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với phương tiện vi phạm là xe ô tô, theo điểm A khoản 2, điều 5, nghị định 100. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với phương tiện vi phạm là xe ô tô, vi phạm trên đường cao tốc, theo điều G khoản 5, điều 5, nghị định 100. Ngoài ra, người điều khiển xe ô tô vi phạm bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 tháng đến 3 tháng. 2. Chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ. Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với phương tiện vi phạm là xe máy, theo điểm A khoản 3 điều 6 nghị định 100. Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với phương tiện vi phạm là ô tô, theo điểm C khoản 3 điều 5 nghị định 100. 3. Phạt tiền từ 000 đồng đến đồng đối với phương tiện vi phạm là xe máy, theo điểm 3 điều định 100 điều khiển xe rẽ trái phải tại nơi có biển báo hiệu, có nội dung cấm rẽ trái phải đối với các loại phương tiện đang điều khiển. Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với phương tiện vi phạm là xe máy, theo điểm A khoản 3 điều 6 Nghị định 100, điểm A khoản 4 điều 2 Nghị định 123 năm 2021 Nghị định Chính phủ. Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với phương tiện vi phạm là ô tô, theo điểm K khoản 3 điều 5 Nghị định 100 điểm A khoản 3 điều 2, nghị định 123 năm 2021, nghị định chính phủ. 4. Dùng tay sử dụng điện thoại di động khi đang điều khiển xe ô tô chạy trên đường. Phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với phương tiện vi phạm là ô tô. Theo điểm A khoản 4 điều 5, nghị định 100. Điểm D khoản 34 điều 2, nghị định 123 năm 2021, nghị định chính phủ. Ngoài ra, người điều khiển phương tiện vi phạm bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 tháng đến 3 tháng, từ 2 tháng đến 4 tháng nếu gây tai nạn giao thông. 5. Người đang điều khiển xe máy sử dụng điện thoại di động, thiết bị âm thanh, trừ thiết bị trợ thính. Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với phương tiện vi phạm là xe máy theo điểm H khoảng 4 điều 6 Nghị định 100, điểm G khoảng 34 điều 2 Nghị định 123 năm 2021 Nghị định Chính phủ. Ngoài ra, người điều khiển phương tiện vi phạm bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 tháng đến 3 tháng, theo điểm B khoản 10, điều 6, nghị định 100. 6. Vượt đèn vàng, đèn đỏ Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với phương tiện vi phạm là xe máy, theo điểm E khoản 4, điều 6, nghị định 100. Điểm G khoản 34, điều 2, nghị định 123 năm 2021, nghị định chính phủ. Ngoài ra, người điều khiển phương tiện vi phạm bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 tháng đến 3 tháng, từ 2 tháng đến 4 tháng nếu gây tai nạn giao thông. Phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng đối với phương tiện vi phạm là xe ô tô, theo điểm A khoản 5, điều 5, nghị định 100, điểm D khoản 34, điều 2, nghị định 123 năm 2021, nghị định chính phủ. Ngoài ra, người điều khiển phương tiện vi phạm bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 tháng đến 3 tháng, từ 2 tháng đến 4 tháng nếu gây tai nạn giao thông. Thưa quý vị và các bạn, nhằm đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, đẩy mạnh áp dụng khoa học công nghệ vào việc xây dựng thành phố trở thành đô thị thông minh, thành phố Thái Nguyên đã tiến hành lắp đặt hệ thống camera giám sát trên các trục đường chính, các nút giao thông trọng điểm, đây được kỳ vọng là một trong những giải pháp đột phá nhằm nâng cao ý thức chấp hành quy định về trật tự an toàn giao thông của người dân, hướng tới xây dựng xã hội giao thông thông minh, an toàn, ghi nhận của phóng viên chuyên mục. Sau thời gian thử nghiệm bắt đầu từ ngày 19 tháng 1 năm 2023, hệ thống camera giám sát trật tự an toàn đô thị trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã chính thức được đưa vào áp dụng. Qua gần một tháng triển khai, hệ thống đã phát hiện hơn 2.000 lỗi vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Qua phân tích, xác minh, lực lượng chức năng đã tiến hành thông báo xử lý vi phạm gần 60 trường hợp. Sau khi uh, công an thành phố Nguyên tiếp uh, nhận cái hệ thống giám sát uh, trật tự an toàn đô thị thì chúng tôi uh, hàng ngày cử cán bộ chiến sĩ uh, truy cập vào hệ thống uh, dữ liệu phân tích từng trường hợp vi phạm. Sau khi xác định được những hành vi vi phạm đầy đủ căn cứ theo quy định pháp luật thì chúng tôi sẽ gửi thông báo cho chủ phương tiện để đến cơ quan công an xử lý theo quy định pháp luật. Việc xử lý các trường hợp vi phạm thì đều đảm bảo đúng quy định pháp luật và minh bạch, chính xác. Hệ thống camera giám sát trật tự an toàn đô thị trên địa bàn thành phố Thái Nguyên hiện được tích hợp với khoảng 400 camera, trong đó gần 320 camera giám sát an ninh trật tự thuộc quản lý của các phường, xã trên địa bàn và 70 camera giám sát giao thông lắp đặt mới tại khắp các khu nút giao, khu vực giao thông trọng yếu của thành phố. Hệ thống camera hiện đại có độ phân giải cao được kết nối và truyền dữ liệu về trung tâm giám sát điều khiển với nhiều tính năng nhằm hỗ trợ công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, an toàn giao thông và hỗ trợ lực lượng cảnh sát giao thông trong công tác xử lý vi phạm liên quan. Phương tiện phát hiện uh, vi phạm lỗi thì hệ thống camera sẽ tự động chụp ảnh. Chụp ảnh phương tiện nó có hai phần, một phần là ảnh phương tiện một cách tổng quát hai là ảnh chi tiết tới biển số ba là video ghi lại hình ảnh cái đoạn khoảng thời gian mà phương tiện vi phạm sau đó thì dữ liệu này sẽ được lưu về trung tâm điều hành thông minh của thành phố thái nguyên ở đây và hệ thống đang xây dựng là không cho xóa với hệ thống camera giám sát trật tự an toàn đô thị tình hình giao thông tại các địa điểm khu vực trên địa bàn thành phố sẽ được thông báo cho lực lượng cảnh sát giao thông đơn vị quản lý hạ tầng nhằm kịp thời xử lý các tình huống gây ùn tắc giao thông cung cấp dữ liệu vi phạm an toàn giao thông cũng như thông tin các sự cố tai nạn giao thông trên địa bàn. Hệ thống cũng sẽ hỗ trợ trong việc truy tìm phương tiện, hành trình di chuyển của các đối tượng phục vụ công tác điều tra. Ghi nhận sau thời gian thử nghiệm và hơn nửa tháng chính thức áp dụng cho thấy đại bộ phận người dân đánh giá cao việc triển khai hệ thống giao thông thông minh này. Mọi người được phổ biến đến cái hình thức phạt nguội thì tôi có thể an tâm qua đường hơn. À, giống như là đỡ bị à, thì người khác đỡ bị vượt đèn đỏ tranh tranh lớn làn đường của người đi bộ. Khi tham gia giao thông thì coi như là người dân thường là hay uh, vi phạm vào cái lỗi sai làn đường hoặc là đỗ sai quy định để lối rẽ phải, rẽ trái. Khi mà có cái cam phạt nguội này tôi nghĩ cháu mỗi người lại sẽ có một ý thức lên thì sẽ giảm cái tình trạng tai nạn giao thông và coi như là tôi thấy ý thức mọi người sẽ tốt hơn. Không chấp hành đèn tín hiệu giao thông, vạch kẻ đường, đi sai làn, đỗ dừng chuyển hướng không đúng quy định. Chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng những lỗi vi phạm về trật tự an toàn giao thông như thế này sẽ được giảm thiểu tối đa khi mà hệ thống giám sát trật tự an toàn đô thị được vận hành hiệu quả. Rõ ràng, hệ thống này không chỉ phục vụ cho sự phát triển cơ sở hạ tầng đô thị hướng tới xây dựng và phát triển thành phố thông minh, mà còn góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông của người dân, hướng tới xây dựng một xã hội giao thông thông minh, an toàn chuyên mục an toàn giao thông do phòng thời sự đài phát thanh truyền hình thái nguyên phối hợp với ban an toàn giao thông tỉnh thực hiện đến đây xin tạm dừng cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại